Chiều nay, 25 tháng 10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi dừng thực hiện giãn cách xã hội. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến ngày 23 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận hơn 34.000 ca nhiễm, trong đó có gần 94% số ca đã điều trị khỏi. Số ca mắc cộng đồng trên 100.000 dân theo tuần có xu hướng giảm trong 2 tuần gần đây. Xác định tiêm vaccine là ưu tiên hàng đầu trong phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vaccine, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình, quy định. Toàn tỉnh có hơn 1,4 triệu người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 đạt trên 100% và hơn 1,2 triệu người tiêm mũi 2 đạt trên 84%. Tỉnh đã có kế hoạch tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho nhóm tuổi từ 3 đến 17 tuổi. Thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 25 tháng 10, tỉnh Long An triển khai hỗ trợ cho hơn 466.000 người thuộc các nhóm đối tượng với tổng kinh phí gần 468,5 tỷ đồng. Tại hội nghị, các sở ngành địa phương thảo luận cho ý kiến về phương án xử lý F0 trong doanh nghiệp và ngoài cộng đồng sau khi hoàn trả lại các bệnh viện dã chiến, việc trở lại trường của học sinh và công tác tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các sở ngành chức năng sắp xếp bố trí lại các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tình hình mới. Chúng ta phải tái sắp xếp lại phù hợp với lại tình hình bình thường mới. Bình thường mới đó là cái số lượng ca F0 thì nó không nhiều. Cái thứ hai, mức độ nguy hiểm nó không cao. Cho nên thì nó không giống như thời trước. Thì buộc chúng ta phải tái sắp xếp lại thôi, giảm bớt quy mô lại cho nó phù hợp tình hình mới này. Thì bây giờ riêng cái tầng 1, trong cái thời buổi giờ đang ấy thì giờ tận dụng lại các cái bệnh viện F0 hiện nay đang chưa phải trả lại cho người ta. Nên giờ tận dụng cái này để xử lý F0 các cái công nhân hiện nay với là cộng đồng hiện nay. Cộng đồng hiện nay mà không có điều kiện ở cách ly tại nhà thì đưa vô đây. Các doanh nghiệp hiện nay cứ đưa vô đây, giúp cho doanh nghiệp, chia sẻ bớt cho doanh nghiệp khó khăn sau cái hậu Covid này. Và đồng thời là vận động các cái chủ đầu tư các khu công nghiệp cũng phải có cái chuẩn bị tinh thần này. Ban chỉ đạo cấp huyện đó, các ông chí cũng phải chuẩn bị cái địa điểm để phối hợp cùng với lại chỗ sở chỉ huy để chúng ta làm các cái tái sắp xếp lại ba cái tầng này. Đặc biệt là cái tầng thu dung giao cấp huyện. Còn cái tầng kia thì tỉnh tính rồi, tỉnh kia thì có y tế, có sẵn hết rồi, giờ mình chỉ tái sắp xếp lại thôi. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương tập trung rà soát lại đối tượng để hoàn thành chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, đảm bảo các điều kiện để nhân dân tiếp cận với các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục, duy trì, ổn định và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.